Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Và mình là Roma Vlog đây. Vào đêm ngày hôm qua, mình đang nằm ở bên chùa để đợi đúng thời gian để có thể đi ra bên sảnh của chùa hoang và thực hiện nghi thức gọi hồn chị Hạnh và chồng chị ấy đến. Thì trong lúc mà mình đang chờ đợi, đã có một chuyện rất là đáng sợ xảy ra. Mình sẽ cho mọi người xem cái đoạn này nhé. Và mọi người cũng đã biết cái điều đáng sợ đó là gì rồi đúng không mọi người? Mình không biết là ma hay là quỷ, nhưng mà trên đầu nó có sừng mọi người ạ. Và đột nhiên vào ngày đêm hôm qua nó lại xuất hiện ở bên sảnh của ngôi chùa, khiến cho mình không thể nào chợp mắt được ở nguyên cái đêm qua luôn mọi người. Mình thức trắng nguyên đêm qua luôn và không thể nào cầm máy đi ra đây để quay được. Không phải là không được mọi người, mà là mình không dám. Thật sự với mọi người là mình không dám sau khi mà gặp cái chuyện như vậy xảy ra vào ngày hôm nay. Thì tới bây giờ mình vẫn chưa thấy có bất cứ một cái dấu hiệu nào của cái linh hồn đó nữa mọi người ạ. Và không phải chỉ riêng một linh hồn, mà hình như là rất nhiều những linh hồn giống như vậy mọi người. Cho nên tới bây giờ mình vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Mình quyết định là sẽ thực hiện nghi thức truyền âm thực với thầy Hùng để kể cho thầy ấy nghe về chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Mời tất cả mọi người cùng đón xem video tối nay nhé. Hãy nhớ like video, đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông để tích thêm động lực cho mình nhé mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng đón xem nghi thức tối nay nha. Ok mọi người, thì mình cũng đã chuẩn bị hết tất cả những thứ cần thiết để có thể thực hiện nghi thức truyền âm thực với thầy Hùng nha mọi người. Riêng ngày hôm nay, mình qua bên đây mình có cảm giác rất kỳ lạ mọi người. Nó khiến mình như kiểu đang có một cặp mắt nào đó đang nhìn mình vậy mọi người ạ. Và phía trước mặt mình đây đó chính là đèn Bảo Liên Đăng và lá sâm truyền âm thực của Mật Tông bên phái của mình. Đèn lưu ly và cũng như là mình cũng đã chuẩn bị đầy đủ rồi mọi người. Bây giờ xin phép tất cả mọi người, mình được bắt đầu vào nghi thức truyền âm thực nha mọi người. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ thực hiện kết ấn và cũng như là làm phép đèn lưu ly và mở con mắt âm dương nhé mọi người. Xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu. Thực sự cái cảm giác của mình hiện tại, mọi người có biết cái cảm giác như là trong một màn đêm mọi người đang đi mà có ai đó đang nhìn mọi người vậy mọi người. Hiện tại thật sự mình đang cảm nhận rất rõ đang có một cặp mắt nào đó theo dõi mình mọi người ạ. Xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu nhé. Oh no.
Bây giờ mình sẽ làm phép đèn lưu ly nhé mọi người. Tự nhiên thấy lạnh ngang xương vậy ta. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở con mắt âm dương nha mọi người. Chắc tại mình lo nghĩ nhiều thôi mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành thực hiện nghi thức truyền âm thật nha mọi người. Sao đột nhiên lần này mình lại không truyền âm thật với thầy Hùng được mọi người. Để mình thử lại nha. Có thể mình đọc sai câu chú á. Có chuyện không lành rồi mọi người ơi. Mình không thể nào có thể thực hiện nghi thức truyền âm thực với thầy Hùng được mọi người ạ. Bây giờ sao ta? Tự nhiên mình cảm thấy lo lắng quá. Hay là bây giờ mình thực hiện gọi hồn thầy Hùng tới luôn ta? Bây giờ có lẽ là mình sẽ chuẩn bị đạo cụ để mà thực hiện nghi thức gọi hồn thầy Hùng về luôn nha mọi người nha. Chứ không có chuyện gì mà mình lại không thể nào truyền âm thực với thầy Hùng được mọi người. Không bao giờ có chuyện đó cả. Được rồi. Bây giờ xin phép tất cả mọi người. Mình được đi chuẩn bị đạo cụ nha mọi người, đợi mình xíu nha mọi người nha.
thì mình cũng đã chuẩn bị nghi thức để có thể thực hiện gọi hồn thầy Hùng về rồi mọi người. Thì bây giờ xin phép tất cả mọi người mình được bắt đầu luôn nha mọi người nha. Thật sự tự nhiên mình cảm thấy lo quá mọi người ạ. Tới bây giờ mình vẫn có cảm giác có người theo dõi mình nha mọi người nha. Cái cảm giác đó nó không bao giờ rời mình đi cả mọi người.